Hello xin chào các bạn trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta xóa một cái vật thể bất kỳ ở trong hình ảnh sử dụng canva các bạn nhé ok chúng ta sẽ cùng bắt đầu ở đây mình sẽ tải một cái hình ảnh lên ở trên canva để làm minh họa cho các bạn rồi chúng ta sẽ đưa cái hình ảnh này vào canva các bạn nhé rồi làm thế nào để xóa được cái hình cô gái đang chạy này ở trên Canva mà không làm vỡ đi cái hình nền đằng sau thì chúng ta chỉ cần là nhấp vào hình nền các bạn nhé sau đó chúng ta nhấn vào edit photo ở trên edit photo các bạn có thể thấy được là cái phần Magic Studio ở đây đối với những cái tài khoản nào mà tài khoản Pro thì chúng ta sẽ sử dụng được cái tính năng này các bạn nhé nếu như bạn chưa có cái tài khoản Pro bạn có thể xem lại cái video hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản Pro chính chủ ở trên Canva các bạn nhé Ok thì ở đây chúng ta sẽ nhấp vào cái tab là Magic Wrap và đợi cho Canva tất cái chủ thể chúng ta ra khỏi hình nền nhé. Rồi, như vậy là Canva đã tắt cái chủ thể chúng ta ra khỏi hình nền rồi. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng con chuột để nhấp và kéo chủ thể đi các cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Hoặc là chúng ta có thể xóa đi cái chủ thể này các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần delete. Thì như vậy là chúng ta đã có thể xóa được cái chủ thể ở trên hình ảnh này rồi. Và bạn có thể thấy được khi chúng ta xóa chủ thể thì hai hình năng 6 thì được cái AI của Canva nó được mô phỏng lại tương tự như cái background mà súng, cảnh vật xung quanh nó đang tạo thân các bạn nhé. Thì hy vọng rằng cái thủ thuật này nó sẽ giúp ích cho các bạn phần nào trong việc là sử dụng và chỉnh sửa hình ảnh cũng như là cắt ghép video ở trên Canva một cách thuận tiện và hiệu quả nhất. Đừng ngần ngại dành vài giây để nhấn nút like video, ủng hộ channel và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong các video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào.